Khúc đầu anh có một số lo lắng, nhưng mà sau một vài round thì anh thấy team anh bắt đầu ổn định mọi thứ. Đúng như những gì mình đoán, mình nghĩ là mấy bạn sẽ không để lên overtime mà để thua game này đâu, cho nên là mấy bạn đã làm được điều đó.